trên thế giới. Thưa quý vị, đêm qua quốc tế rúng động vì vụ xả súng xảy ra tại một trường đại học ở trung tâm thủ đô Raha, Cộng hòa Séc. Cảnh sát cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Chính phủ nước này sau đó đã họp khẩn về vụ việc và thông báo sẽ để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân. Cảnh sát cho biết thủ phạm vụ xả súng tại Đại học Karolovi là một sinh viên 24 tuổi. Người này trước đó đã sát hại cha ruột, sau đó đến xả súng tại trường học trên Nhà chức trách xác nhận nghi phạm đã chết nhưng chưa công bố danh tính, còn truyền thông địa phương đưa tin đối tượng là David Kozak, sinh viên của trường. Sau cuộc họp bất thường vào tối ngày 21 tháng 12, chính phủ Cộng hòa xét thông báo sẽ để quốc tang vào ngày 23 tháng 12 tới để tưởng nhớ các nạn nhân. Bộ Nội vụ khẳng định luật súng đạn ở nước này tương đối nghiêm ngặt nên vụ việc này khó có thể tương tự nổi khi đối tượng không hề có tiền án tiền sự. Ngoài ra, các nhà điều tra không tìm thấy mối liên hệ giữa vụ việc với tư tưởng hoặc tổ chức cực đoan nào còn thủ tướng cộng hòa séc đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân lãnh đạo nhiều nước trong đó có mỹ đức pháp cũng gửi lời chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết với cộng hòa séc